Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì này, mua được cái mảnh thép này, mình giới thiệu cho các bạn. Đây là cái tờ giấy mà cái địa chỉ gửi này, tôi xích quá là đắt rồi, xích quá là đắt luôn các bạn. Gửi từ Hà Nội về một mẫu bét tí này quá đắt rồi. Mình sẽ đo với con này xem là nó làm được con như này. Đấy, thép này ấy, các bạn xem nhé, đây là chất liệu 440C. Ở Việt Nam thì gọi là loại cao cấp để làm dao rồi. Nhưng mà ở trên thế giới, ở Nhật, ở Đức thì cái thép này nó chỉ đứng khoảng thứ 3, thứ 4 về thép làm dao thôi. Cái này độ cứng của nó thì tương đương Vega 10. Cái này thì rất là khó dàn, nếu mà mình không quen tàn thì khó dàn được, dàn toàn bị nứt. Miếng này là có 3,3 ly nhân 5 phân và 30 dài 30 phân. So với con này xem là có làm được. Con này cũng khá là cứng. Hiện tại em test thử là cái thanh này còn chưa cứng bằng con này. Đây, nó bị mẻ cơ. Có thể là thanh này nó chưa tô, hoặc là cây này là loại thép cứng hơn chẳng hạn. Cây này thì cực kỳ là sắt luôn. Máy này thì không mài thì nó không được. Quay về thái da bò nó cuốn hết rồi. Sẽ chỉ đủ một con này thôi, thừa một tí. Con này khoảng 4 phân, cái mảnh này khoảng 5 phân. Nếu mà làm này thì thừa có tí này. Mẹ quá, biết là làm được con nào luôn. Chả có chứ gì, con này nó cũng là của bãi Nhật thôi, nhưng mà là của hãng này. Cái này là con tam to, nhưng mà không biết con được không. Nếu mà làm cám dài thì nó vừa đủ con này thôi. Sợ này, sợ này. Là em chỉ cắt tầm như con này thôi, nó cắt bằng này thôi. Không biết là con như nào luôn. Đấy bác, em xem rồi, có thể là đấy, là con như này, là con đầu tiên này là đây nha. Giờ con đầu tiên này thì sẽ là con này, còn như con dưới này thì nó gần như cũng ra đất. Em định làm con tam tô như này cơ, con tam tô như này, nhưng mà cái mỏng thế này mỏng quá. Vậy là hơi to, hơi dày, không biết là làm nào luôn. Các bác biết làm nào thì cho em ý kiến nha. Em định là cắm ngộ như này xong mài thôi. Nếu mà dèm thì mình sợ nó thất bại thì mất cái tấm này thì phí quá. Hãy đến đây thôi nha, chào các bác nha.